Hello, xin chào tất cả mọi người, cùng về Badminton đây. Và ngày hôm nay là video này để nói về một cái bộ sản phẩm vừa mới ra mắt của Zonic. Bộ sản phẩm này thì ra mắt nhằm mục đích là kỷ niệm 75 năm thành lập của Zonic. Thì đây là một hãng thể thao ra đời từ năm 1946, trải qua 75 năm. Ban đầu thì cái ngành chính của nó là về sản xuất những cái phao gỗ cho câu cá. Về sau thì Zonic họ có đào sâu nghiên cứu và chuyển sang sản xuất những cái đồ thể thao như là tennis, golf và đặc biệt là cầu lông. Trong những cái 75 năm qua, trải qua nhiều thăng trầm, nhiều khó khăn, thì hãng thể thao Zonic đã vươn lên trở thành một hãng thể thao rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Và đặc biệt trong cầu lông thì họ đã khẳng định được vị thế số 1 của mình trong bộ môn cầu lông. Những cái sản phẩm của Zonic ấy thì được đào sâu nghiên cứu, được họ phát triển rất là tỉ mỉ và được rất là đông đảo người chơi phong trào sử dụng, và được những cái vận động viên top đầu của thế giới làm đại diện hình ảnh. Với mình thì để mà nói thì thứ nhất là sản phẩm được sản xuất bởi người Nhật là đã đủ độ tin cậy, đủ độ tin tưởng rồi. Bởi vì như mọi người cũng biết, văn hóa của Nhật hay là phong cách làm việc của người Nhật ấy, thì họ phải nói là họ rất cẩn thận, rất tỉ mỉ và luôn đưa ra những cái sản phẩm mà làm cho người dùng phải bất ngờ về cái chất lượng của nó. Cho nên là một cái sản phẩm đến từ Nhật, một cái thương hiệu đến từ Nhật đã làm cho mọi người hết sức là ưng ý. Chắc là mọi người cũng có quan điểm dùng với mình, đúng giống với mình, khi mà sử dụng những cái sản phẩm của Zonic luôn có những cảm giác rất là đặc biệt và khác biệt so với những cái sản phẩm khác. Thì cái video này mình muốn giới thiệu bộ sưu tập. Bộ sưu tập năm nay thì nó là tông màu trắng chủ đạo và có những cái điểm nhấn là những cái viền xanh xanh da trời và xanh dương này này. Về tông màu chủ đạo thì về tông màu và thiết kế thì nó rất khác biệt so với những cái sản phẩm thông thường của Zonic đó. Đây là chiếc bao vợt kỷ niệm 75 năm. Mọi người thấy không? Nó rất là khuôn, rất là chắc. Và cái chất liệu này, da rất là mịn luôn. Sờ vào mềm mượt như là sờ vào da em bé vậy. Đó. Và nó rất là khuôn này, rất là chắc. Không có đồ gì ở trong này đâu, nhưng mà nó vẫn cứ có khuôn như thế này. Cầm gọn gàng. Đấy. Và mình rất thích cái khóa này. Khóa này thì họ không thiết kế ở giữa như thế này, mà nó đưa hẳn ra ngoài. Đây có thể là ngăn để vợt này, và một ngăn rộng hơn. Đây, ngăn đựng đồ, ngăn nhỏ. Đấy. Ngoài cái màu trắng này ra thì nó còn có màu navy này nữa. Cái màu này mọi người có thể nhìn, khi được khoác lên thì đã nhìn thấy rất là sang chảnh rồi. Một cái thiết kế nó cho cái người sử dụng ấy cái cảm giác là hơi cổ điển một chút, nhưng mà nó rất là đẳng cấp và rất là sang chảnh. Với những cái sản phẩm của Zonic thì luôn tạo ra cho người dùng một cái sự khẳng định về thương hiệu, sự khẳng định về đẳng cấp của người chơi, của người dùng. Mọi người có thể thấy mình thì thích cái chiếc túi navy này, rất là thích. Màu nó nhã nhặn và nó rất là sang chảnh, khá là quý tộc đấy. Đây, một chiếc túi sách, một chiếc túi đựng đồ nhỏ. Size của nó nhỏ hơn cái size để đựng vợt này. Đây nữa, thì trong cái bộ sưu tập lần này thì Zonic có đưa ra hai mẫu giày, đó là mẫu 65Z2 và mẫu Aruz Z thì bên mình chưa về, còn 65Z2 nhá. Đây, tất cả các mẫu giày kỷ niệm nó đều là 65Z2 chứ không phải là 65Z2M nhá mọi người nhá. Đấy, mẫu giày kỷ niệm là 65Z2
kể cả nhập ở Việt Nam cũng thế, hàng công ty cũng là 65Z2 nhập từ Nhật về, rất đẹp. Và nó cũng có cái điểm nhấn chủ đạo, đó là hai cái sọc xanh dương và xanh lá cây này, màu thương hiệu của Yonex. Nó vừa tạo cho những người sử dụng cái cảm giác cổ điển, vừa cho người ta cái cảm giác sang trọng. Đây nữa, rất đẹp. Thì với những cái bộ sưu tập này, mình muốn nói với mọi người đó là chúng ta hãy bỏ qua những cái yếu tố về màu trắng thì sợ nó bẩn lắm, hay là dễ bám bẩn, khó vệ sinh. Nhưng đây là cái bộ sản phẩm nó mang tính kỷ niệm. Chúng ta bỏ qua yếu tố về màu sắc thì đó là cái bộ sản phẩm mang tính kỷ niệm. Với những người đam mê cầu lông, yêu cầu lông. Đó. Ngoài ra, ngoài những cái sản phẩm mình vừa giới thiệu ra thì bao vợt chúng ta còn có mẫu bao đeo chéo, mẫu bao chéo đeo phía sau lưng này nữa, cũng đang trên đường về. Còn quần áo họ cũng sản xuất với cái những cái điểm nhấn như thế này, tông màu và điểm nhấn là những cái sọc xanh trắng như này, đại diện thương hiệu rất là đẳng cấp và rất là sang, đúng không mọi người? Chắc là mọi người cũng có chung cảm nhận giống như mình. Ok, thì vừa rồi cái video này mình đã làm mục đích chủ yếu để giới thiệu cho mọi người về cái bộ sản phẩm này. Cảm ơn mọi người đã xem video của Quốc Việt Badminton. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.